xin chào các bạn hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học năm từ vựng tiếng trung nữa nhé từ đầu tiên là từ an chuang an chuang có nghĩa là lắp đặt một động từ từ vựng thứ hai là từ an an là thanh bốn khi bạn đọc thanh bốn cảm thấy khó thì bạn nên đọc từ đầu ví dụ an 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 án an, an an bạn cứ đọc lần lượt như thế là cái thanh bốn của bạn rất là rõ từ nào cũng thế bạn vấp bạn cứ đọc lại từ đầu nó mất khoảng độ một hai tuần là sẽ quen từ an này có nghĩa là một danh từ nghĩa là bờ sông hoặc là bờ biển từ vựng thứ ba là từ ba ua Ba ua là một động từ và cũng là một danh từ nó có nghĩa là nắm bắt hoặc là chắc chắn từ vựng thứ tư là từ pải. Pải là một động từ có nghĩa là sắp đặt hoặc là bày biện. Từ vựng cuối cùng là một danh từ. Pan chủ rần. Pan chủ rần là giáo viên chủ nhiệm. Giờ thì xin mời các bạn đến với trường hợp cụ thể nào. Từ đầu tiên, an, chuông, an, Chuang. hai từ thanh một bạn cứ đọc kéo dài ra an chuông an chuông lắp đặt ví dụ cụ thể như sau của mấy dầu an chuông khung theo của mấy dầu an chuông khung thiếu 我们的屋子没有安装空调. Từ 屋子 có nghĩa là căn phòng. 我们的屋子 <laughs> có nghĩa là căn phòng của chúng tôi. 没有 <laughs> là không, hoặc là không có, hoặc là không. 安装, <laughs> lắp đặt, 空调,空调 <laughs> có nghĩa là điều hòa. Như vậy câu này có nghĩa là phòng của chúng tôi, không lắp đặt điều hòa từ vựng tiếp theo là từ ăn thanh bốn ăn bờ sông hoặc bờ biển ví dụ chuan bê chung sang l ăn chuan bê chung sang l ăn Bê, chung song, an. Chuan bị chung sông là ăn có nghĩa là con thuyền Chuan, chúng ta đọc tròn nặng bật hơi một chút Chuan, chuan. chuẩn còn từ p chữ bờ trong tiếng trung không có chúng ta đọc là chữ p bờ. p là bị hoặc là được chung là bị va vào đánh xong là lên kết hợp lại chung chung sang cho nặng các tròn miệng của bạn lại shang, shang, chung 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 có nghĩa là đánh lên còn từ ăn là từ vựng của chúng ta là bờ sông là bờ biển ở đây bạn tưởng tượng là bờ biển đi như vậy câu chuan bê chung sang là ăn có nghĩa là thuyền bị đánh lên bờ bị cái gì bị sóng á mình ngầm hiểu là bị sóng nhá thuyền bị sóng đánh lên bờ Từ vựng tiếp theo là từ ba ua ba ua có nghĩa là nắm bắt. ví dụ như sau này Ủa tùy 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 Ủa tùy 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 我对自己的未来毫无把握.我 là tôi. Từ tùy là một cụ. Tùy cộng cái gì đó là chúng ta phân tích sau. Tự chỉ, chỉ. ở đây. Tự chỉ có nghĩa là chính bản thân mình, chính mình ạ. Tợ, trợ từ kết cấu. Quay lại. Quay lại có nghĩa là tương lai. Quay lại. Như vậy cấu trúc. Tự chỉ tợ lái có nghĩa là tương lai của chính mình Còn một cụm từ cố định nữa Đó là từ Háo ú bả uổ Có nghĩa là không chắc chắn Đây là một cụm bạn nên học thuộc nhé Háo ú bả uổ Bốn từ tạo thành một nghĩa Như vậy cấu trúc tùy cộng cái gì đó Cộng háo ú bả uổ Thì mình bị dịch ngược lại là Không chắc chắn về cái gì đó mình sẽ đi ngược một chút nhé. Ở à, đây là chữ chỉ tạo quầy lái. Câu này sẽ dịch là tôi không chắc chắn về tương lai của chính mình. Mời bạn đọc lại nào. Ủa chữ chỉ tạo lái ú bả ua. Tiếp theo, từ vựng số 9. À, còn một ví dụ nữa bạn nhé. Xin lỗi. Từ vựng tiếp theo là vẫn là từ bả ua nha. Nào, Ủa, khuẩy, bả, ủa, sứ, chi. s nặng, tròn miệng, cộng với chị, y đọc là ư nhá Sứ, sứ, chi. Phân tích từ có Ủa là tôi. Từ khuẩy có nghĩa là sẽ. Khuẩy, thanh 4. Nếu bạn khó đọc, bạn lại đọc lại từ đầu. Thanh 1, thanh 2, thanh 3, thanh 4. Khuẩy, khuẩy, khuẩy hui 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 như vậy là thanh bốn của bạn đọc rất rõ luôn bạn cứ làm như vậy dần dần nó quen đi chỉ một hai tuần hay một vài lần thôi nó sẽ quen khỏe thôi nghĩa là sẽ tiếp theo không có chữ bờ chỉ có chữ p thôi phải đọc là bả ủa viết là bờ nhưng đọc là bờ bả ủa nắm bắt sử chi mình vừa nói xong SH cộng Y đọc là Ư, đọc là Sứ Cho miệng lại Sứ, Shiz, Sứ Chi Là cơ hội, thời cơ đấy, hoặc là cơ hội đấy Như vậy câu này có nghĩa là tôi sẽ nắm bắt cơ hội Ghép lại Y như tiếng Việt Mời bạn đọc lại nào Ủa huy bả chi Ủa bả sứ chi Bây giờ sang từ số 9 nào Từ bả phải là sắp xếp hoặc là bày biện ví dụ như bạn là sắp mâm để ăn cơm chẳng hạn thì chỗ này chiếng ba thì chúng ta sẽ phải gì biến điệu thành ba từ chiếng ching chiếng chiếng trước chữ chiếng là từ chiếng chúng ta biến thành từ chiếng nhá chiếng bả rồi chiếng ba chua chữ bái Chúng ta phân tích từ nào? Từ chiếng Đứng một mình đọc là chiếng mà nhé Giữ thanh ba của nó Ở đây nó bị biến điệu thì đọc là chiếng Còn đứng một mình mình đọc là chiếng Có nghĩa là xin hãy hoặc là mời Từ bả là cấu trúc Lát chúng ta phân tích ở dưới này nhé Bà cộng cái gì đó Chúng ta phân tích sau Từ chua chữ Chua chữ Chua chữ Có nghĩa là cái bàn Từ bài chúng ta nói rồi Có nghĩa là bày biện hoặc là sắp xếp từ họ ở đây chỉ muốn nhấn mạnh họ là tốt là đẹp vậy bạn bày làm sao cho nó ngon làm sao cho nó đẹp bái họ có nghĩa là như vậy từ bả cộng cái gì đó cộng một cái động từ có nghĩa là làm một cái gì đó tức là bạn sẽ dịch cái động từ này quay trở lại dịch cái từ cái gì còn chữ bả không phải dịch nó chỉ là hiện tượng, hiện tượng ngữ pháp mà thôi vậy câu này chúng ta có từ gì nhỉ bả là gì bả họ là bày cho đẹp này từ chua giữa chua chua là cái bàn này như vậy là bày cái bàn cho đẹp bạn hiểu như vậy thôi còn chữ bả là ngữ pháp mà thôi bạn sẽ dịch ngược lại động từ xong dịch cái gì đó chữ bả bỏ đi Đấy, câu này sẽ nghĩa là xin hãy đi bày bàn đi và là xin hãy đi bày cái bàn cho nó đẹp đi bạn có thể hiểu như vậy nhé mời bạn đọc lại nào chiếng bà chua dự bái họ chiếng chua dự bái họ chiếng chua dự bái họ từ vựng cuối cùng một danh từ giáo viên chủ nhiệm ban chủ

Ban chủ rèn là một nữ giáo sư. Phân tích từ chúng ta có từ của là chúng tôi, của Từ ban ban là lớp học. Vậy của mình ban là lớp chúng tôi. Tợ là trợ từ kết cấu, ban chủ rèn" là giáo viên chủ nhiệm. Bạn kết hợp cái cụm này, của mình ban tợ, ban chủ rèn". Ban chủ nhiệm mình dịch ngược lại nhé. Ban chủ nhiệm hay giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi. Cái này là trợ từ kết cấu mình đã có một bài ngữ pháp đấy, có một video về ngữ pháp bạn nhé. Nếu bạn cần thì bạn có thể tìm nha. Giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng tôi. Tiếp theo phân tích là từ sư cỡ. Sư cỡ. Từ cưa này chúng ta đọc nhẹ cửa Sư cỡ. Sư cỡ. Từ sư cỡ này chính là từ sư ý cỡ. Y là một thì chúng ta người ta có thói quen là người ta bỏ đi không cần đọc là sư ý cỡ người ta chỉ nói là sư cỡ nhưng mình hiểu là mình sẽ hiểu là một nhá sư cỡ sư ý cỡ tiếp theo từ nụy là con chỉ con gái chỉ đàn bà con gái từ lão sư là giáo viên nói chung thôi không phân biệt là thầy giáo hay là cô giáo khi mình muốn nói rõ giới tính của của giáo viên đó chúng ta sẽ sử dụng cái từ Ví dụ như từ núi lão sư ở đây biến điệu thanh ba. Núi lão sư là giáo viên nữ tức là cô giáo đấy, bạn hiểu như vậy nhé. Còn ví dụ như là thầy giáo mình có thể là nói là nán lão sư thầy giáo, giáo viên nam ạ. câu này có nghĩa là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng tôi là một giáo viên nữ. Mời bạn đọc lại nào. Woman pan ban tờ ban zhǔ sư shi <laughs> núi Lão sư. Chúng em bản đã, bản chủ nhận sư cơ nữ lão sư. khi bạn đọc chú ý thanh 4 nhé. vì thanh 4 nó chính là ngữ điệu của câu. Ấy. Bạn đọc chuẩn thanh 4 thì gần như bạn không phải chỉnh ngữ điệu nữa. Rồi, năm từ vựng hôm nay chúng ta đã kết thúc. À, chúc các bạn học hiệu quả và kiên trì mỗi ngày nhé. Chào các bạn, hẹn gặp lại ở video lần sau. Tái chi ạ.